quân đoàn Ti Đông nhưng không ngông, không sai không sợ ai. Đó là quân đoàn của chúng tôi, cáo STEM mãi đỉnh. Mấy cậu ơi, cho mình chơi cùng nha. Xấu xí về muốn đòi chơi sao? Mình xin lỗi. Biến đi cái tụi xấu xế. Tao không biết biến thì mày biến coi. Đã có đôi lần yêu đậm sâu mong người người vẫn buông tay để lại đầy bao nhiêu ngang trái. Ai sẽ thấu hiểu khi tình yêu như nắng cuối chiều, dù có thương nhiều chỉ đêm về vẫn phải cô liên. Có lẽ làm người cô đơn tốt hơn yêu rồi đau đớn, chẳng bận tâm vì ai mỗi khi rơi hờn sẽ thay nhẹ lòng hơn khi cả lý trí. Đến cuối cùng anh cũng rời bỏ ta đi. Có lẽ làm người cô đơn những nỗi đau chẳng còn thêm lớn, mặc ai sai ai đúng cũng không quan trọng, bước tiếp nhẹ lòng cho qua, quên hết đi muộn phiền rồi cha. Gạt nước mắt của anh thật sâu vào đây, lòng để anh biết tình yêu của em chỉ là đồ vui và anh chính là nhân vật kia ở trong vở kịch em đã viết nên từ lần đầu gặp nhau. Anh biết hết vấn đề, không phải xa vời. Anh cố xin trong vai kia để anh cảm thấy em đang đủ vui. Em biết không bằng yêu anh. Anh chưa từng sợ mất em, vì anh nghĩ rằng em yêu anh nhiều đến mức em vẫn ở đó. Cho dù anh có đi đâu khi quay về thì vẫn có em đợi sẵn. Nhưng mà anh quên mất một điều rằng em yêu anh là thật, nói tốt với anh là thật, chưa một giây dối gian với nhau là thật. Nhưng sự tự tôn trong lòng em cũng là thật. Em cũng chưa từng nghĩ lúc mà anh buông tay em để đến bên một người khác, em lại bình thản như thế. Và có lẽ anh cũng vậy. Bạn bè em hỏi rằng sao em lại mạnh mẽ như thế, có người thì nói sao em lại giữ nhân được như vậy. Anh có biết tại sao không? Không phải vì em không yêu anh nhiều, mà là em đã yêu anh nhiều đến nỗi sự tổn thương trong lòng đã tích tụ thành khối, mỗi ngày một ít, dần dần như một tảng đá đè nặng trong lòng ngực, khiến cho em không còn bất kỳ một cảm xúc nào nữa. Ngày mà anh muốn rời đi, em thật sự không bất ngờ lắm, vì em biết ngày này trước sau gì cũng đến. Vậy nên ngay giây phút anh buông bỏ tình yêu bao năm sâu đậm này, em nhẹ nhàng chấp nhận. Ai đời lại đi níu kéo người không muốn ở lại, ai đời lại làm thế đúng không anh? Em yêu anh, nhưng em không thể chấp nhận sự phản bội. Và em yêu anh, nhưng anh đã không còn là anh của năm ấy. Biết là anh chẳng còn thiết tha, người từng là tất cả, giờ xem nhau như kẻ xa lạ. Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh, giờ mây đen quyện thành bão giông tố đang dần kéo đến. Chẳng nhau được những khi họ được chưa phân chia họ
Người yêu cũ à, cho dù không còn ở bên nhau, nhưng em vẫn chúc cho anh ở nơi đó sóng gió triền miên không yên ngày nào nha. Có những ngày mệt mỏi lắm, muốn ngủ một giấc nhưng lại không ngủ được. Cứ nằm thì luôn tự an ủi bản thân là không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi cũng chẳng làm được. Cứ luôn tự trách móc bản thân, sao mình tệ quá vậy. Mỗi người đều có một nỗi buồn nặng lòng riêng, đến mức khóc còn không nổi, mà cho dù có khóc cạn hết nước mắt thì lòng vẫn nặng. Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đó là câu cửa miệng mà tất cả mọi người ai cũng nói được, để tự soi dịu bản thân hoặc cho người khác. Nhưng mà thật ra có ai làm được đâu, kể cả tôi cũng vậy. Bởi vì tôi đã gắng gượng cả một thời gian dài rồi. Không sao đâu, nó như một liều thuốc giảm đau cho tôi mỗi ngày. Ta cùng happy birthday. Tiết Nhi hôm nay là 70 năm bước ra đời làm chủ nha, mà là chủ nhật. Nổi tiếng với độ chịu chơi là mua kẹo 1.000 đưa 1.000 khỏi còn phải hối lợi. Dám cân 10 hàng bằng cái cân, thu nhập dưới 2 tỷ cụ thể là 2.000, đụng là chạy đến là mặt hình. Điểm yếu duy nhất của Tiết Nhi là ngủ mà nhắm mắt. Mỗi ngày tôi sẽ tặng cho em một đóa hoa, một đóa hồng đỏ, một đóa thất dạng thọ, một đóa diên dĩ, một đóa thược dược và bài hát tình yêu này. Em sẽ là của tôi mãi mãi. Các bạn thì con trai có overthinking không? Có chứ, thậm chí là còn nhiều hơn cả con gái nữa cơ. Con trai khi overthinking, họ thường sẽ rất tự ti về bản thân mình. Công việc, gia đình, bạn bè, chỉ cần có một chút không thuận lợi cũng có thể khiến họ rơi vào trầm tư. Nhìn người xung quanh thành công hơn cũng khiến họ nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi, thất bại. Trong tình yêu, họ cũng sẽ rất hay có cái suy nghĩ là liệu mình có xứng đáng với cô ấy hay không? Liệu rằng mình có đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay không? Rồi là nếu như mà gặp người khác tốt hơn, liệu cô ấy có bỏ rơi mình và đi theo người ta hay không? Họ cũng sẽ rất hay để ý tới những điều nhỏ nhặt, quan sát thật kỹ từng thay đổi của bạn. Và đôi khi nó trở thành việc quan tâm thái quá, rồi dẫn đến ghen tuông. Mỗi khi gặp chuyện tồi tệ, họ thường sẽ lặng lặng ôm hết tất cả về mình, không chia sẻ với ai cả. Thậm chí đến khi mà bạn chán ghét và rời bỏ họ rồi thì họ cũng sẽ nghĩ là họ không đủ tư cách để giữ bạn lại, và rồi họ sẽ để bạn đi. Thực ra thì họ luôn luôn cần một người bên cạnh để lắng nghe họ, thấu hiểu và cảm thông với họ. Nhưng họ lại sợ rằng những điều họ muốn nói lại làm phiền đến người khác, sợ rằng chẳng ai có thể hiểu mình, và rồi sẽ coi những cái điều mà mình muốn nói là ngớ ngẩn, là trẻ con. Và rồi cứ thế, họ dần đẩy những người yêu thương mình ra xa, dần dần đánh mất họ, và rồi sẽ thua mình lại trong sự cô đơn.
Gì vậy? Bài đăng đó là sao? Cậu là người muốn solo kèo số con đồ vào nghỉ game? Đúng vậy. Gì vậy? Chị Giang sẽ la cậu đó. Bên tôi đủ người rồi, bên cậu tìm người đi. Tiến à, cậu có thôi đi không? Gì vậy? Ai vô ạc mình sao? Nhưng là ai mới được? Mình có đưa ạc cho ai ngoài chị ra đâu. Thôi xong, không biết trong lúc mình mang game, mọi chuyện có đi quá xa không? Sao cậu cứ ấp hoài vậy? Nhưng không sao, mình lo được. 9 giờ tối nay bên tôi sẽ tạo phòng, nói được là làm được nhá. Là sao? Minh Trường đâu? An à, đừng nói anh với Minh Trường đồng ý. Thôi để mình đi gọi tem đã. Những tổn thương họ đã gây ra cho cậu, mình sẽ trả lại không thiếu dù chỉ một chút. Tiến! Sao vậy? Không phải em là người đồng ý sao? Em đâu có đồng ý, vừa nãy em bị... Em đang lo lắng cho con đoàn của mình hay cho Minh Trường? Anh còn hỏi được câu đó sao? Anh biết lý do em muốn làm bạn với Trường mà. Thôi anh có việc, em xoay đi. Giao lưu với em một trận, sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa. Đến cả trận cuối với em, anh vẫn không thể chơi team 2 được sao? Anh không muốn người yêu anh ghen. Anh có biết không, tùy ca phẫu thuật chỉ là lời nói dối, nhưng em đã rất vui vì anh vẫn bình an. Anh nên cảm ơn em mà. Khoảng thời gian ấy, chỉ một chút nữa là chúng ta bước sang mối quan hệ mới. Em đừng nói những điều vô ích đó nữa. Chúng ta không tính là bạn bè, cũng không quan hệ chính đại là người yêu. Nếu gặp nhau sẽ thương nhau, nếu không gặp nhau chẳng khác gì ngợi dưng. Đến bây giờ em mới hiểu được câu nói đó. Với anh, em chỉ còn lại những ký ức mập mờ. Em yên tâm, về trận solo xóa quân đoàn, chỉ khi nào quân đoàn anh thua thì nó mới có hiệu lực. Nói như vậy, nếu quân đoàn em thua thì chẳng sao cả. Sao lại vậy được? Minh Trường cũng đồng ý sao? Với kỹ năng của quân đoàn em hiện tại, việc thắng quân đoàn anh là không thể. Và đầu cũng coi như lời xin lỗi của anh với em. Xin lỗi vì để em chờ đợi anh. Nếu bây giờ em hỏi anh đã từng yêu em chưa? An à, em... Xin lỗi vì đã xem vào chuyện của hai bạn. Cơ mà các là người yêu cũ của Khánh An à? Tôi và cô ấy chưa từng yêu nhau, chỉ là bạn bè thôi. Chưa từng yêu sao? Đúng như tôi đoán mà, chưa nhìn thôi đã biết cậu không có cửa với cô ấy rồi. Nhìn cậu trông như bot ấy, không xứng chút nào. Này cậu kia, anh nói kiểu gì thế? Thế nào là bot mới chẳng không? Cậu ấy nói đúng mà. Xin lỗi, nhưng trận cuối cùng cho với em lại để thua rồi. Anh với người yêu hiện tại quen nhau lâu chưa? Nếu nói là trước lúc biết em thì em sẽ buồn đó. Vậy anh không nên trả lời phải không? Có chuyện gì sao xoài? Ok, bữa giờ tính hỏi sao cô lại ra quân đoàn mà khoan nói chuyện đó. Tội liên lạc với anh Trường không được mà đến giờ bắn kèo rồi. Kèo gì sao không nói tôi? Kèo này là bạn quen biết của chị Huy, solo hai hai thôi, người ta chỉ nhận khi có anh ấy. Được rồi. Hả? Đúng rồi, hiểu hiểu. Ông ra nhanh nhé. Anh nhìn vậy. Chúc anh hạnh phúc. Chị Giang, chị hiểu lý do tại sao em làm vậy đúng không? Nhưng em cũng không thể lôi việc xóa quân đoàn ra để làm kèo được. Quân đoàn mình thua thì sẽ không sao hết, Khánh An có nói với em rồi. Là sao? Vậy kèo chỉ có hiệu lực khi bên MT mình thua. Thế thì càng tốt, em sẽ khiến cho cả quân đoàn đó phải biến mất. Như vậy cậu sẽ không còn buồn nữa đúng không Cách? Tiến à, cậu đâu nhất thiết phải làm vậy. Tại sao không? Bọn nó đã khiến cậu tổn thương thế nào? Đó là việc của mình. Nhưng mình thích cậu, mình muốn quản, được không? Suốt thời gian qua, mình biết cậu luôn trốn tránh tình cảm của mình vì cậu đã có người trong lòng. Nhưng giờ họ không cần cậu, chẳng lẽ mình vẫn không có cơ hội sao? Mình nhất định sẽ thắng trận solo đó, cậu cứ chờ xem. Chị ra, em xin lỗi vì em mà ảnh hưởng đến cả Trường. Để chị nói chuyện với Trường xem sao. Trong lúc vậy em sang hạc chị bán thay chị được không? Chỉ là trận giao lưu làm quen với quân đoàn khác thôi. Em cứ nói em ốm không biết là được. Vâng. Sao vậy nè, sắp xe mật khẩu cả ạc chị ra lỡ lạc mình. Sao lại không vô được nữa? Giờ sao, nhắn tin thì chị ấy ọp. Mình thì không nhớ ID Tiến. Nhưng mình chị nhớ cậu ấy đang on. Thôi thì nhờ cậu ấy cho mình kết bạn với Tiến. Mặc đồ gì lạ vậy, đang thay đồ sao? Không tin rằng cậu ấy lại đồng ý kết bạn với mình. Minh Trường hả? Xin lỗi nhưng mình là Cát, ạc mình có vấn đề á. Không được không được, đây là Minh Trường mà. Ạc mình không vô được, phiền cậu giúp mình mời Tiến vào đây được không? Chưa đến giờ solo mà mời sớm vậy, con bot nào đây? Tiến, là Cát này, mình không vô được ạc, không biết sao nữa. Hả? Cát? Cát sao? Nghe giọng mà không nhận ra à? Cảm ơn Trường nhá, phiền cậu rồi. Sao nay Minh Trường lại không thể nói gì nhở? À mà đúng rồi, mình có lỗi với cậu ấy giúp mình là may rồi. Cát thật à? Chứ cậu nghĩ ai, cho ạc này của mình vô quân đoàn đi, để có gì mình. À, chuyện đó nói sao nhỉ? Yêu đơn này hóa hình tôi soi đá làm đường đặt ướt in dấu chân. Thôi thôi quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên khóe mi. Còn may như thấu cuộc đời này đâu nên thôi qua cứ xin khép đi. Thức thấy khi xưa đường chung đường, dãy nắng dần mưa nào ai lường. Ánh mắt đôi môi càng bé vàng, tình đắm tình chìm tình cháy.
people go yelling. I stay with Anella, I ain't talking a lot. Đừng yêu một cô gái overthinking nếu như bạn không đủ kiên trì, bởi vì cô ấy rất khó để yêu. Không phải vì cô ấy không tin vào tình yêu của bạn, mà là bản thân cô ấy nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng được yêu thương. Đừng yêu một cô gái overthinking nếu như bạn không đủ mạnh mẽ, bởi đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn khi cô ấy không bao giờ muốn chia sẻ những suy nghĩ tiêu cực của cô ấy chỉ vì sợ phiền tới bạn. Đừng yêu cô ấy nếu như bạn không đủ dịu dàng và bao dung, bởi cô ấy rất nhạy cảm và dễ tủi thân. Đôi khi chỉ một câu nói của bạn cũng có thể khiến cô ấy suy sụp, nghĩ rằng bạn không còn yêu cô ấy nữa. Đừng yêu cô ấy nếu như bạn chưa đủ sẵn sàng và có suy nghĩ sẽ rời đi. Đừng giao cho cô ấy một hạt hy vọng mà vốn chẳng thể nảy mầm. Cô ấy sẽ chẳng còn đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nào nữa đâu. Có thể bạn sẽ thấy thiệt thòi, nhưng tin mình đi, yêu một cô gái overthinking là một điều cực kỳ may mắn, bởi bạn đã đến và ở bên cho tới những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô ấy. Gọi là combo bất tử dài lâu. Thế ở bối tôi có anh em xem nè. Nhân vật ở trên cân bốn chỉ là chuyện bình thường. Yes sir. Em yêu chị, chồng nghĩ là người yêu em nha. Cái gì cơ, em nói em yêu chị á? Chị không có thời gian trông trẻ đâu, bé kiếm người khác hộ chị nha. Vậy sao? Thế thì từ mai để tôi trông em nhé. Yêu em. Sướng thật, muốn khóc lúc nào thì khóc lúc đó. Còn đàn ông thì không,
nước mắt phải nuốt ngược vào trong. Làm đàn bà xuống thật đó. Khi lấy chồng, xa cha xa mẹ, xa anh em họ hàng, một năm về được 2-3 lần là cái sướng thứ nhất. Mang thai 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, bước một chân vào quỷ môn quan là cái sướng thứ hai. Vừa chăm lo con nhỏ, thay tả, thay bỉm, thay sữa, vừa phải toan tính cho gia đình, vừa phải lo cho chồng con, vừa phải lo cho cha mẹ chồng. Nhan sắc ngày càng đi xuống, không có thời gian chăm lo cho bản thân là cái sướng thứ ba. Bản thân chịu được thì gọi là bình thường, không chịu được thì bị mắng là yếu đuối, làm quá lên. Bản thân chịu nhiều áp lực, mệt mỏi nhưng không thể tâm sự với bố mẹ ruột, sợ họ sẽ buồn, sẽ lo lắng, nên chỉ có thể chọn nước mắt là điểm tựa, là nơi để tâm sự, để chia sẻ nỗi buồn. Vậy tại sao lại so sánh đàn bà sướng khi được khóc, còn đàn ông phải chảy ngược vào trong chứ? Thử thả thính NIC và cái kết. Anh biết sợ K3 chip không? Đâu? Đây nè. Đây. Rồi, ok. Khỏi cảm ơn nha mày. Cái gì? Cái gì? Ừ? Cái gì, cái gì? Nãy mới nói cái gì? Nói gì đâu? Mày luôn. Ừ, rồi sao? Đù. Hôm nay người ta hổn với mình lắm rồi. Thế là ông mày chưa biết rồi. Biết gì? Ông có biết gì không? Không. Tình biết yêu là chứ. Một loại hợp chất. Em hổ. Ừ. Hợp với anh. I'm sorry, I'm so lonely. Mình cho xin lại cái sự ca ba chip đi. Biến mày. Này anh à, anh ơi, anh có biết không hả? Rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm á, nhưng mà vì con gái nên là em cứ luôn mãi e dè, sợ khi thổ lộ ra anh lại chê em là con khóc. Anh, sau này lấy em về anh nuôi em nha. Em bị tai biến hay gì mà để anh phải nuôi vậy? Hello Tony, có người yêu chưa em? Cho thì làm yêu anh nhé, anh nuôi. Thôi khỏi, bố mày nuôi được. Thôi khỏi, ba mày đất cần mày nữa. Trong ba là lớn, bộ vây ngắn trong em số 2. Anh không muốn cưa em đổ, chỉ muốn bên em đêm nay. Tặng em cây hôn lên cổ, tất tờ trong đi em. Anh, người yêu anh vô em kỹ à? Ủa, em là như anh mà. Ủa, vậy mất gì ao? Hai đứa mình cưới nhau. Chịu không? Chịu đi mà. Biết lắc đít nè, đồng ý không? Xâm nhập phong tục tập quán đa số theo tâm Phật và bản tính người dân, họ vẫn luôn chân thật.